Trong một chiều hướng phản ứng được xem là không tích cực đối với vụ xả súng kinh hoàng vào ngày 14 tháng 12 vừa qua tại trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut, làm 27 người thiệt mạng. Trong vài ngày qua, người dân Mỹ đã đổ xô tới các cửa hàng để mua sắm súng ống và cặp đeo lưng chống đạn cho con cái đến trường. Lý do được đưa ra là để phòng thân khi gặp bất trắc. Đây là chiếc ba lô dành cho cậu con trai 1 tuổi của gia đình Ken Larson đang sinh sống ở thành phố Denver, bang Colorado. Mặc dù phải vài năm nữa thì cậu bé mới đến tuổi đi học. Chiếc ba lô có vẻ ngoài khá bình thường này, trị giá lên đến $200, bởi nó được gắn thêm một miếng giáp chống đạn vào phía sau. Nếu như trước kia, khách mua ba lô chủ yếu là cảnh sát và binh sĩ, thì giờ đây, ngày càng có nhiều người dân đổ xô đi mua áo và ba lô chống đạn. Xả súng đã xảy ra ngay tại trường học và trẻ em cần được bảo vệ. Tôi mua vì cảm thấy nó cần thiết để bảo vệ an toàn tính mạng cho con mình. Dù các nhà sản xuất cũng đưa ra khuyến cáo về hiệu quả hạn chế của sản phẩm, tuy nhiên, với quan niệm có còn hơn không, các bậc phụ huynh vẫn đua nhau sắm cho bằng được một chiếc ba lô cho con mình. Một số có giá lên đến $400. Tuy nhiên, đây không phải là sản phẩm bán chạy duy nhất tại Mỹ trong những ngày này. Các nhà chức trách cho biết số lượng hồ sơ xin mua súng đã tăng lên mức kỷ lục trong vài ngày qua. Một trong những lý do được cho là vì người dân lo ngại các quy định mua bán súng đạn sẽ bị siết chặt khi mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang có kế hoạch soạn thảo chính sách mới tăng cường kiểm soát việc kinh doanh và sở hữu súng đạn. Tôi cho rằng những tên sát nhân sẽ vẫn tìm ra cách để phạm tội, cho dù chúng có súng hay không. Chính con người đã làm hại lẫn nhau, chứ không phải là súng đạn. Trong một diễn biến có liên quan, tập đoàn Cerberus Capital Management tuyên bố bán công ty Freedom Group chuyên sản xuất súng trường bán tự động Bushmaster, loại súng mà hung thủ Adam Lanza đã dùng trong vụ thảm sát.